Quay kiểu này cho dễ nha anh Tuấn. Nắng to quá đâm ra quay nó không được rõ nét cho lắm. Rất nhiều cây lúa. Lần đầu tiên tôi thấy được một vườn tùng nhiều đến như vậy. Cây to và đẹp đến như vậy. Thôi quá. Ôi kỳ gốc. Cái gốc này nó to mọi người em. Con tung nó tung các cụ ơi.
Rồi mắt quá. Mấy cụ hoa giấy to lắm, đẹp lắm này các bác ơi. Đây mới là giấy này. Cái thân của nó bằng hai người của em thôi. Đấy, to, chưa? Đây là cây gì em không biết tên. Thân nó to lắm. Đây nữa là to cao đẹp dài. Đây nữa là đây nữa này, chết từ cái gốc này. Đấy, ôi cái gốc. Nhiều lắm, bạc ngàn. Tùng chắc bách diệp. Cụ này cũng là cụ giấy. Cụ hay là cụ phượng hay cụ me đây. Em không phải dân chơi cây nhưng mà em chỉ biết nó đẹp thôi, còn em không biết nó là cây gì. Đấy, các bác có nhu cầu mua cây, mua tùng thì liên hệ anh chủ vườn. Anh ấy nổi tiếng ba miền, nổi tiếng cả nước về tùng. Đây thì có mỗi em này, có mỗi món cá coi này thì em biết thôi. Anh ấy làm hồ bạt người cá coi để lấy nước từ cây. Hay là anh xem tùng gấp nha. Các bác bấm like đoạn chị em cho động viên em đi tí. Nắng chết cha chết mẹ này. Cứ lang thang ngoài vườn này. Đây nữa. Đấy, cây một cối gốc rất là to. Đúng rồi. Bàn tay của em mới chỉ được một phần nhỏ. Không bằng. Không bằng. Đây là cụ khế. Bộ gốc của nó thì to lắm. Oh.
Ôi, không ai xem, không ai like, thôi em tắt đây. À, ngồi uống nước cho nó mát lại nóng lắm. Nóng vỡ mặt vỡ đầu, không chịu được. Chụp cho anh nghỉ á. Chụp chơi, trêu ổng, ông bảo em quay clip gì mà không thấy cây của anh đâu. Đây, cây của anh đây, anh Minh không có xem clip của em không? Cây của anh đây. Nhưng mà chói nắng lắm anh ạ, không nhìn rõ. Đây là quả cây của anh Việt, anh Minh không. Đây là cây của ai anh biết? Cây của ai không biết. Cây của anh Quang. Anh Quang và anh Minh không đứng gần nhau. Thớt kia chắc của Hoàng. Hoàng đông lát rồi cho đơn. To quá. Thế hồi mình cái đồ tùng. Vườn tùng.